cho BB Thanh Mai sẽ ngày càng phát triển hơn. Chúc cho BB Thanh Mai càng ngày càng phát triển và luôn là một địa chỉ vui vẻ đối với những người yêu cái nghề. Xin được chúc càng cho BB Thanh Mai cũng như là BB Thanh Mai ngày càng phát triển cũng như là càng ngày càng được khán giả như là những người làm đẹp của Việt Nam chọn lựa và tin tưởng. Dạ, chúc cho BB Thanh Mai sẽ ngày càng phát triển nhiều hơn nữa ở trên khắp mọi nơi luôn, và sẽ luôn luôn mang đến sắc đẹp và sức khỏe cho tất cả mọi người. Mọi người hãy muốn mình được cải thiện nhan sắc để cho cái sao chắc cái mình đẹp rỡ hơn thì hãy luôn đến với ủng hộ của BB Thanh Mai, và chắc chắn là BB Thanh Mai sẽ không làm cho quý vị phải suy nghĩ nhiều đâu, sẽ rất là biết bao. Và chúc cho thương hiệu BB Thanh Mai sẽ ngày càng phát triển, mở rộng hơn nữa ở khắp tất cả các tỉnh thành của Việt Nam. Tin tưởng là BB Thanh Mai thì cũng sử dụng rất là nhiều dịch vụ ở đây rồi, mới luôn đó. Dạ. Cảm thấy dịch vụ thứ nhất là phục vụ của các bạn rất là tốt. Dạ. Dạ. Là tới đúng ngày đúng kỳ là có người sẽ gọi nhắc tin thân người xem kịp gì, tại vì hay bị quên lịch á, cho nên các bạn nhắc là một điều rất là tốt. Thứ hai là những cái máy móc hiện đại, thứ ba quan trọng nhất là cảm thấy khi mà mình sử dụng dịch vụ nó có tác dụng, yeah, nó làm cho mình đẹp, cái đó là quan trọng nhất. Dạ, đúng rồi chị. Nên cảm thấy rất là hài lòng. Lúc mà Kiều Anh vừa bước chân vào đây thì cảm giác thật là choáng ngợp, tại vì không ngờ là đây là một cái trung tâm thẩm mỹ mà xây dựng là quá hoành tráng, rất là đẹp và rất là sang trọng và lại có khu thẩm mỹ. Như vậy thì Kiều Anh tin rằng là mỗi vị khách đến đây sẽ tạo cho mình cái cảm giác rất là yên tâm và chắc chắn là sẽ rất là hài lòng khi mà được sử dụng tất cả các cái dịch vụ ở đây. Nói hơn là Kiều Anh xin gửi lời chúc đến trung tâm thẩm mỹ BB Thanh Mai cũng như là chị Thanh Mai Khai Tru đại hợp pháp, và sẽ luôn luôn thành công hơn nữa trên con đường làm đẹp cho tất cả các chị em phụ nữ.